Vâng thưa quý vị, hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Hà Huy Dũng, sinh năm 1970, trưởng khoa điều trị bắt buộc bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để điều tra về hành vi nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra bước đầu xác định Hà Huy Dũng là người có trách nhiệm điều trị, quản lý các bệnh nhân là đối tượng bị áp dụng biện pháp tư bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng quá trình thực hiện nhiệm vụ hà huy dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền của gia đình và bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh để làm trái các quy định về quản lý chữa bệnh đối với bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định